Mấy cây cây này mấy thứ đập cá khác không? Nhìn cái lá nó khác, mà bên này chia tưới là nhìn khác. Mấy cử? Anh một cử một. Một cử đợt trước em một can đó, về em thứ một cử. Thử chứ. Mấy ông kỹ tính quá là không hay thử lắm. Chơi là chơi luôn nhá, không thử quá gì hết. Vùng sầu riêng Cờ Rông Bắc nha. Hôm nay thì mình ghé cho cái vườn của anh Nguyên ở ở Phước An Cờ Rông Bắc. Thì những cái vườn khu này họ đang thu những cái trái cuối cùng rồi, hết mùa rồi, giờ là giai đoạn phục hồi để lấy cây đọt để chuẩn bị cho cái vụ sắp tới nè. Thường đi trên dọc quốc lộ 26, cái đường gì quốc lộ gì mà về Nha Trang đó thì nó mình ít thấy sầu riêng lắm, nhưng mà vô trong mấy cái thung lũng, mấy cái hẻm, mấy cái đường nhánh thì rất là nhiều nha, nhiều như thủ phủ sầu riêng nó nằm ở đây luôn này. Dọc dường như đất đám nào cũng có cây sầu riêng trong đó hết. Được rồi, thu được không ạ? Năm nay mất mùa thua năm ngoái rộng hả? Nó kiểu là đọt mạnh quá nó rụng. nhiều tấn được năm ngoái 24 tấn, năm nay có được 15-16 tấn chứ mấy. Trời ơi, ồ cái này là hết của anh luôn hả? Hết luôn. Ở đây ít mấy phải không? Ở đây chục mấy cây, cây à, trên rẫy tí nữa chở rẫy kia. Wow, dàn lá đó. Ở đây được mấy cây rồi? Nói chung là lá mình thích là cho nó trong xanh đen đó. Đó, bỏ thêm lá thành VK tí nữa được rồi. Cứng lại. Này là nó sung quá, nó lụa vậy đó. Rồi bỏ hàng đi, lên rẫy đi ha. Dạ. Ok. Còn trái này. Dạ, còn mấy cây ra sâu đó anh. Trời, vậy mấy hả? Không, bán luôn rồi. Chết mấy cây thôi. Chốt quá hả? Chốt hết rồi. Hồi chốt xô luôn hả? Chốt xô luôn đi. Uổng dữ à? Ừ. Bây giờ thằng lái nó khè rồi, nó cười ăn ắc rồi. Rồi, giờ mình vô cái vườn sầu riêng của anh Nguyên. Vườn này bữa nay là đầu tháng 9 nè, ngày 9 tháng 9, dương lịch đó. Cây này mới tưới đậm cá, cái cây con này. Ồ, mới thử thôi hả? Mới thử đó, mình là đi mua xuống mua can về thử đó. À, nhìn thấy đã không? Nó sủ hết à. Nhưng mà tiếc cái là nó làm bị sớm, ráng sang năm níu nó muộn lại đi. Cái này nó cổ sâu cũng bị đớt nhiều, mưa nhiều, năm nay mưa nhiều quá. À, cái này chưa tưới hả? Chưa, cái lớn là chưa tưới. Ừ. Tưới mấy cây nhỏ, thử mấy cây nhỏ thôi. Ui, cây tơ tơ đó. Ủa mấy cái này sao nó vẫn còn nè? Thì cái là cổ nó sâu đó anh. À, hả? Bây giờ hàng heo, hàng đồ chắc nó mua cũng được giá cao chứ bộ. Nó cũng mua xô hết. Xô hết là bảy mấy hả? Xô hết là chắc hàng đẹp là bảy mấy thôi, hàng xấu là cả tầm 60. Hàng heo á. Đã dữ hả? Ừ. Anh trồng nó cũng lọt trọt á chứ nó đâu có thẳng hàng đâu ta, em thấy nó. Hả? Cái cà phê đó anh ạ. Dạ hả? Cà phê cái chỗ nào mà cà xấu là cái trồng vô đó. Một tính là nó sung rồi chứ bộ anh. Ừ. Này. Đám này được mấy mẫu? Được 4 sào, ở trên kia một hết nữa. Ừ, đã dữ à. Bên này của anh luôn hả? Đây, của đấy, của đấy. Ra hàng heo hết rồi. Đó, năm rồi bị dính mưa rụng bớt không? Ừ, trái nó sung cây. Trời ơi, có trái kia chắc gần chục ký quá. Trái kia chắc cỡ chục ký quá ha. Ít trái quá nó sung. Ừ. Thà ít trái nhưng mình để nhiều. À, ít cây nó sung là mình để nhiều trái tí cho nó hãm lại bớt cái đọt. Chứ muốn để nhiều trong đâu có được đâu được nhiều loại. Mưa rụng hết ra đọt quá trời luôn. Uống quá ha. Mấy này mấy cái cây này mới tưới đập cá khác không? Nhìn cái lá nó khác, mà bên này chưa tưới làm nhìn khác. Mấy cử? Anh một cử một. Một cử đợt trước em một can đó, về em thứ một cử. Thử chứ. Mấy ông kỹ tính quá là không hay thử lắm. Chơi là chơi luôn chứ không thử quá gì hết. Bên này của người ta rồi hả? Của em luôn á. Có là quần hết rào rồi. Ủa sao để mấy cái áo vậy, sợ nó trộm hả? Nó sóc. Hiệu quả không? Hiệu quả không? Hiệu quả. Ủa vậy hả? Tính là lâu đây chứ có mình anh còn chứ mấy. Không, nhiều nhà mình còn. Nhưng mà nó sợ ta, nó thấy áo lại sợ à? Áo sợ. Nó ăn mọi. Ủa cái này anh để phải 3-4 tạ như chơi nó đúng á. Nó rớt hết. Nó rớt từ cổ sâu đây. Cử sâu ở trên nó dễ đậu hơn không? Ừ. Tiếc mà sao chốt rồi đó, chốt bậy quá hả? Giờ tiếc không? Không, chịu chơi giờ sao? Biết mà tiếc rồi giờ chịu. Mà giờ nó chưa đủ tuổi để mà cắt hả?
chắc đủ tuổi rồi đó, cái mai nó cắt mốt nhập được. Sau sau tí mà tái dữ luôn ha. Ồ vậy nhiều ông cái đầu hàng không biết làm sao mà trị mấy con sóc. À, nhưng mà tí ra là treo cái áo là đi hết à. Cái bay là nó thấy giống người ha, nó người nó không vào. Tiết thời gian nó quen thôi. Vườn đẹp mà. Thấy cái này thì cái dàn lá nó hơi yếu yếu chút. Làm mạnh tay đi chứ cỡ hai cử là anh thấy nó khác à, chứ một cử chưa đâu, một cử nó mới có nhóm mình thôi. Nó chưa có mạnh lắm. Ok, cỡ ba cử sau. Sau hết à. Cái này cũng dễ làm, đừng có mưa là được đúng không? Đừng có mưa là được, không mưa là năm ngoái hơn, năm ngoái. 10 cây như một như cây này này. Hả? Năm ngoái á, cái vậy luôn 10 cây còn vườn là như nhau vậy á. Bao nhiêu gốc hết anh Nguyên? 50 gốc. 50 gốc. 5 gốc to này. Cây to 50 gốc, còn cây nhỏ nhỏ này trồng thêm. Sen sen vào. Cái cà lâu chưa? Cái cà lâu chưa? Chắc 50 rồi. Rồi hả? Dạ. Cũng cây cà khiến mình nhức đầu thêm. Ừ. Làm cuối cùng phân đi nộp tiền phân hết. Ủa sung quá, mấy năm anh? À 24. 24 hả? Trong 24. Mới có 8 năm hả? 8 năm. Nó bị nấm không? Nó bị nấm cái gì mình phun Adifood cái gì nó đỏ đỏ vậy, hay quả nó còn non á. À mình phun theo cái đại trà cái quả già nó. Ừ. Nó vào nó đỏ sao? Không thì sao quả nó xấu, nó đỏ, da không đẹp nữa trước. Tự nhiên sầu riêng lên giá cái là đắt nó lên theo không? À. Giờ cái định thôi, định cái cây do nhiều hát cho nhiều trái mấy năm thu hồi vốn là người ta cái dạng người ta nâng cái giá lên quá trời luôn. Sung quá mấy cây này. Khủng bố lá. Còn dùng trước em cũng dùng đậm cá mà đậm cá của cái thân. Với gừng thân vi sinh thôi. Dạ hả? Không học em bỏ mấy đâu. À. Không học em chỉ bỏ một cây vài lạng thôi. Ừ. Nhưng mà anh coi ở đâu mà anh chạy qua bên cờ Đông Bắc anh lấy. Hả? Anh coi trên mạng hay là anh thấy cái đâu? Coi YouTube bi của anh đó. Dạ. Xong là thấy mấy chú làm thấy đẹp quá. Thấy thực tế không? Em cũng không biết sao nhưng mấy kiểu gì nó hợp cái gì á, mình để vô cái tự nhiên thấy nó ấy thôi chứ không phải là mình vô tình trúng cái món nó hợp thôi, chứ nhiều cái nguồn phân nó cũng tốt lắm chứ. Ủa cái này tính ra còn cắt nữa. Ủa vậy là tính luôn mấy số lượng tấn này chưa? Số lượng này chưa? Tính luôn rồi đó. Luôn rồi hả? Có mười mấy tấn hả? Mười mấy tấn. Ủa dàn cành. Lá này thì yếu không? Lá chú mà ông xài ngay từ đầu luôn á. Bây giờ ông cắt xong dàn lá nó cũng tỉnh queo vậy. Đã. Cái này là trả tiền hết chưa? Cặp được nhiều ít rồi. Trả tiền hết rồi. Cắp đâu thắm đó hả? À, không cặp hả? Có cọc 50 triệu. Đang giữ 50 triệu. Mai cắt xong hết, nó mới trả hết 50 triệu. À. Cọc 50 triệu. Sướng quá hả? Ngoái hàng đẹp lắm. Móc cái còn tròn, tròn á. Ừ. Ngoái bán giá cao nhất vùng này mà. Anh hả? Ừ. Ghê vậy? Năm ngoái được nhiều? Năm ngoái bán giá nhiều? 40. Ủa? Năm ngoái có giá có hai mấy, ba mấy thôi mà nhà. À, đúng rồi, dịch. Đúng rồi, quên. Được dịch không? Cái này. Đều hết hả? À? Đều như cái này luôn, nó 10 quả như một vậy đó. Ôi trời, cái chùm này mấy trái cũng gãy quá. 5 trái. Không mà làm được cái tròn tròn này ngon nè. Làm cái này thì ở nhà người ta đến người ta mời đi mua chứ mình không phải đi kêu kêu người ta vào bán. À nó đẹp trái hả? Ừ. Đấu giá, bác đấu giá. Ừ. Cái mấy thằng gái đâu cho vô coi vườn xong rồi cho giá tôi ngồi tôi lựa. Bán quen không? Mối quen không? Mối lái quen không? Mối lái gì út nhà mua.